Vâng, cửa hàng máy cắt cỏ Chính Hường xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc nhá. Vâng, đây máy cắt cỏ bên em thì còn rất là nhiều đây. Đấy, cái này là máy em hàng chưa dọn nha các bác. Đây ạ. Hàng chưa dọn đây ạ. Máy Tanaka Hitachi nhá các bác nhá. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mang về từ dọn thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đang hiện ở trên màn hình của các bác là 0979561493 giúp em nhé. Vâng. Và đây là máy em dọn sắn đây này. Đấy. Máy Hitachi 26 này, rồi Hitachi 23 nha các bác. Bên em có rất là nhiều loại máy luôn. Bác nào mà muốn sử dụng loại nào thì cứ báo em. Và máy thanh lý lấy đồ thì em vẫn còn đây nhá. 300.000 một sản phẩm một cây này. 300.000 một cây nha các bác. Còn rất là nhiều luôn. Bác nào cần loại nào thì cứ báo em. Em kiểm tra trên đống này còn thì em sẽ báo lại cho các bác. Và máy ba lô thì em còn đấy nhá. Đấy, đây nó ở đầu đống này thì hơi khó nhìn. Thì em hôm nay em có nhặt được hai sản phẩm ra đây để cho các bác nhìn cho rõ này. Nếu mà bác nào mà đem về mà tự dọn được thì các bác cứ báo em. Đây con này con sinh đai qua này. Đầy đủ nhá. Đấy, đây chẳng qua là cái cần này em rút ra để cho dễ cầm ra thôi. Đây. Con này là con sinh đai qua SK35 này. Còn con này là con Tanaka 328 nhá. Vâng, con này là con 368. Đây. Đây hai con ba lô bác nào đem về dọn được thì liên hệ với em nhá. Đấy, còn máy dọn sẵn thì em còn rất là nhiều. Vâng, thì hôm nay em có lên một lô máy cắt cỏ gồm 22 cây thì em mời tất cả quý cô chú anh chị sang cửa hàng bên này để em cùng em giới thiệu lô của em nhá. Vâng, thì đây máy cắt cỏ của em hôm nay là gồm có một lô 21 cây để cho các bác tham khảo nha. Hôm nay em lên gồm có máy bái mà nòng từ 30 ly, giá từ 1.100.000 cho tới nòng 34 ly nha các bác nhá. Đấy, và vâng, đây em có một con Tanaka đây nhá, con này là một hàng ba lô này. Hàng ba lô con này thì theo yêu cầu của một bác là bác cái bác cái yêu cầu là từ chuyển từ bình sang trên xuống bình sang dưới. Đấy. Để cho bác ấy làm và sử dụng một độ chế 260 đây nhá. Đây, đang con này đang bình sang trên và em chuyển sang bình sang dưới này. Chuyển xuống bình sang dưới và chuyển dùng chế hai kim chỉnh 260 nhá. Đấy, 368 này, nòng 36 ly. Con này thì do chuyển xuống bình sang dưới nên là em phải sử dụng một bộ ba lô này là bộ lô nhá. Đấy. Đây. Tum rời, cần lắp của nó còn rất là đẹp luôn nhá. Đấy, cần đầu bò này còn rất là đẹp luôn, có chống quấn cỏ bảo vệ ốc luôn. Đấy, cần tum rời, tum 330 nhá. Đấy, em test cho các bác xem luôn luôn này. Rồi, và không nói dài dòng nữa thì em lại trở lại với lô của em hôm nay. Đây thì lô của em nay là lô O nha các bác. Và một điều là khi các bác mà mua hàng ở bên em thì không cần phải cọc đồng nào cả. Hàng đến nơi thì các bác được phép kiểm tra hàng, được test hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán cho bưu tá thôi. Đấy, và khi mà các bác mua hàng ở bên em thì sẽ được đi kèm những món đồ như sau. Đầu tiên là có cái dây đeo. Hai là cái chắn cỏ này. Ba là chồng mở buji. Bốn là cái lục giác và năm là một cái lưới dao như thế này, là gồm có 5 món kèm theo nhé. 5 món kèm theo máy và tất cả máy ở đây là em đều bao ship cho các bác đến tận nơi, tận nhà luôn các bác nhé. Bao ship toàn quốc và bảo hành là 6 tháng đối với sản phẩm máy bãi này. Còn những cái sản phẩm máy mới kia là được bảo hành là 1 năm nhé. Vâng. Và không nói dài dòng nữa đây. Cây đầu tiên của lô hôm nay là cây O1 này, là một con hàng Tanaka 20cc nòng 30 ly. Đây, vỏ đẹp, máy đẹp này. Tum rời nhá. Chế zin, tum rời, cần lắp zin, đầu bò zin. O1 này thì có giá là 1.100.000. Em test nổ luôn cây O1 cho các bác cùng xem này.
Rồi tiếp theo đến cây O2. Thì cây O2 này là một con hàng Kiorip nhé các bác. Con này cũng 30cc 20cc nòng 30 ly. Đây, vỏ cũng rất là đẹp, máy đẹp luôn. Con này thì máy nguyên bản hết nhá. Đây, vỏ đẹp, máy sáng, bô sáng. Bình xăng zin, chế zin nhá. Tum liền này. Cần lát zin, đầu bò zin. Cái O2 này cũng có giá là 1.100.000. Các bác được miễn ship toàn quốc, được bảo hành là 6 tháng. Em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây O3. Thì cây O3 này là một con hàng Tanaka. Con này là con Tanaka giật trước nhá. Đấy, 22cc nòng 32 ly. Vỏ đẹp, máy đẹp. Nhưng con này thì em thay bình xăng mới nha các bác. Chế zin, tum rời này. Cần lắp zin, đầu bò zin. Đấy, có chống cuốn cỏ, bảo vệ ốc. O3 này thì có giá là 1.200.000. Các bác được miễn ship toàn quốc luôn. Em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây O4. Thì cây O4 này là một con hàng HME nha các bác. 23cc nòng 32 ly. Đây. Vỏ đẹp, máy đẹp. Đây, bô còn sáng nguyên đây nha các bác. Bình xăng zin, chế zin này, chế One Pro 2 kim chỉnh nhá. Tum liền, cần lắp zin, đầu bò zin. Thì cây O4 này có giá là 1.400.000. Các bác được miễn ship toàn quốc, được bảo hành 6 tháng. Em test nổ cây O4 cho các bác cùng xem này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây O5. Thì cây O5 này là một con hàng Nativo nha các bác. 23cc nòng 32 ly. Đây, con này thì cũng máy còn rất là sáng này, bu còn sáng này. Bình xăng zin con này thì có trợ lực nhá. Chế zin, tum liền. Cần lắp zin, đầu bò zin. Có chống cuốn cỏ, bảo vệ ốc. Đấy, công tắc tắt mở trên tay cầm này rất là tiện lợi luôn. Đấy. Thì cây O5 này có giá là 1.400.000. Các bác được miễn ship toàn quốc luôn. Em test nổ cây O5 này. Rồi ok. Vâng, tiếp theo đến cây O6. Thì đây, cây O6 này là một con này là con hàng Huquama nha các bác nhé. Huvana. Đấy, 123, con này là 23cc nhá. Nòng 32 ly. Đây. Vỏ rất là đẹp luôn, máy còn sáng này, bô sáng nha, bình xăng zin. Chế zin một kim chỉnh One Pro này. Tum rời nha các bác. Tum rời này, cần lắp zin, đầu bò zin. Đây, cái cần cũng có chữ này. Đấy, Huvana nhá. Thì cây O6 này có giá là 1.600.000. Các bác được miễn ship toàn quốc luôn. Em test nổ này. Vậy. Ok. Anh nhấc cái điện thoại ra tí nghe. Rồi tiếp theo đến cây O7. Thì cây O7 này là một con hàng Maruyama. Con này là 23cc nòng 32 ly. Đây, vỏ còn rất là đẹp này, máy còn sáng, bô sáng. Bình xăng zin, chế zin, tum liền. Cần lắp zin và đầu bò thì cũng nguyên bản. Đây, tem mác còn ở cần còn rất là đẹp luôn này. Đấy. Con này thì có hai chế độ ga nhá. Một là ở trên tay cầm này.
Đấy, và một bộ ở đây. Đấy. Cây O7 này thì có giá là 1.600.000. Em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây O8. Thì cây O8 này là một con hàng Zenwatt Komatsu nha các bác nhá. Komatsu 24cc này, con này là 2410. Nòng 32 ly nha các bác. Đây vỏ đẹp, máy sáng luôn. Đấy, bình xăng zin này, chế zin. Tum liền, cần lắp zin đầu bò zin. Đầu bò thì có chống quấn cỏ bảo vệ ốc nhá. Đây, tay lái nguyên bản này. O8 này thì có giá là 1.900.000. Em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây O9. Thì cây O9 này là một con hàng Mitsu nha các bác. Con này là con Mitsubishi TL23 23cc, nòng 32 ly. Vâng, con này thì máy nó hơi ngả màu một chút rồi nha các bác. Đấy, nhưng mà còn nó còn nguyên bản luôn. Bình xăng em thay rồi. Và chế zin hai kim chỉnh One Pro này. Tum liền, cần lắp zin, đầu bò zin. O9 này thì có giá là 2 triệu nha các bác. Em bao ship toàn quốc và đi kèm là 5 món đồ. Vâng, em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây O10. Thì cây O10 này là một con hàng Komatsu nha các bác, 27cc, nòng 34 ly. Vỏ đẹp, máy sáng, bô sáng, bình xăng zin, chế zin. Đấy, chế hai kim chỉnh này, One Pro nhá. Tum liền này, cần lắp zin, đầu bò zin, có chống quấn cỏ rồi. Vâng, cây O10 này thì có giá là 2.200.000 nha các bác. Em test nổ đây. Vâng, vừa rồi là em vừa giới thiệu xong 10 cây hàng máy Nhật bãi để cho các bác tham khảo. Thì đây, các bác xem video mà bác nào muốn sử dụng sản phẩm nào thì các bác hãy chủ động. Các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Đấy, và máy thì bên em là bao ship toàn quốc, không yêu cầu khách hàng cọc đồng nào cả nhá. Hàng đến nơi thì các bác được phép kiểm tra hàng, được test hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán cho bưu tá. Vâng. Rồi tiếp theo đến cây O11. Thì cây O11 này nó là một con hàng máy mới nha các bác nhá. Từ cây O11 trở đi là hàng máy mới. Con này là con Oshima 226 26cc, nòng 34 ly. Này, thiết kế rất là đẹp luôn. Có bảo vệ bình xăng, chế sử dụng Oshima nhá. Tum liền này, cần lắp V24, đầu bò nhỏ nha, tay ga bóp. O11 này có giá là 2.700.000. Các bác được miễn ship toàn quốc. Và những cái sản phẩm máy mới này thì các bác được bảo hành là 1 năm. Em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây O12. Thì cây O12 này là một con hàng Oshima. Con này là con Osaka nha các bác. Osaka OS26 26cc, nòng 34 ly. Đây, thiết kế cũng rất là đẹp. Có bảo vệ bình xăng, chế là sử dụng chế Zimba 2 kim chỉnh. Tum rời. Vâng, cần lắp của nó là cần lắp V26 nhá. Đầu bò
chín rãnh, và con này sử dụng bộ tay ga bóp này. Riêng cái bộ tay nắm này thì có bọc một lớp cao su nên là cầm rất là êm tay luôn. O 12 này thì có giá là 1.800.000, em test nổ đây. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây O 13. Thì cây O 13 này là một con hàng Osaka, con này là 330 nha các bác. 33cc, nòng 36 ly. Đây. Con này thì thiết kế rất là đẹp luôn, có bảo vệ bình xăng và chế đây là sử dụng chế Zim 32 kim chỉnh. Tum rời này. Cần lắp phi 28 nhá, dày 2 ly và đầu bò 9 rãnh. Tay ga bóp con này thì tay ga vừa bóp mà vừa ga cài được nha các bác. Bóp đằng trước và đằng sau các bác đẩy lên nó là ga cài luôn. Đấy, công tắc tắt mở trên tay cầm rất là tiện lợi đấy nhá. O 13 này thì có giá là 2.200.000. Các bác được miễn ship toàn quốc, được bảo hành là 1 năm. Em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây O 14. Thì cây O 14 này đó là một con hàng, đây con này là con Zinwatt nha các bác. GLS 26, 26cc, nòng 34 ly. Đây. Máy thì rất là đẹp luôn. Chế sử dụng chế Zim 32 kim chỉnh. Và con này là có tai đỏ tự động đấy nha các bác nha. Đấy. Rất là tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu. Con này tum rời này. Cần lắp phi 24 đầu bò nhỏ. Đây con này cũng sử dụng bộ tay ga bóp rất là đẹp luôn nha các bác. O 14 này có giá là 2.700.000. Em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây O 15. Thì cây O 15 này là một con hàng Oshima, con này là con TX 260, 26cc nha các bác. Nòng 34 ly, con này là hàng nhập khẩu Thái Lan nha các bác. Thiết kế thì rất là đẹp luôn này. Con này sử dụng chế Fuji của Thái và tum rời, cần lắp phi 26, đầu bò 9 rãnh. Tay ga bóp ở trên lốc máy và trên ống cần đều dập chìm chữ Made in Thái Lan nha các bác. Con này là hàng nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc luôn. O 15 này thì có giá là 3.300.000. Em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây O 16. Thì cây O 16 này là một con hàng cũng một con hàng TX Oshima, nhưng con này là con TX 330, con này là nòng 36 ly nha các bác. 33cc, nòng 36 ly. Có bảo vệ bình xăng này, chế sử dụng chế Fuji của Thái. Tung rời, cần lắp phi 28, đầu bò 9 rãnh. Vâng, đối với cái con nòng 36 ly thì các bác vừa phát dao phát cước được. Các bác đem đi xới đất sạc cỏ được rồi nha các bác. O 16 này thì có giá là 3.500.000. Em test nổ này. Rồi tiếp theo đến cây O 17. Thì cây O 17 này là một con hàng Hukama nha các bác. Con này là 541, nòng 40 ly. Cũng có bảo vệ bình xăng này. Con này sử dụng chế Zim 32 kim chỉnh. Tum rời, cần lắp phi 28, đầu bò 9 rãnh và tay ga bóp. O 17 này thì có giá là 2.200.000. Các bác được miễn ship toàn quốc và được bảo hành là 6 tháng. À xin lỗi, bảo hành 1 năm nhá. Em test nổ này. Rồi tiếp theo đến cây O 18. Thì cây O 18 này là một con hàng Mitsu. Con này là con Mitsu Kaiso 541 này, nòng 40 ly. Có bảo vệ bình xăng nha các bác. Chế Zim 32 kim chỉnh, tum rời.
cần lắp thứ 28, đầu bò 9 rãnh cũng đều sử dụng tay ga bóp hết. O18 này thì có giá là 2.500.000, em test nổ này. Rồi tiếp theo đến cây O19 thì cây O19 này là một con hàng Capper nha các bác. Capper 541 nòng 40 ly. Có bảo vệ bình xăng này và con này là sử dụng chế One Pro của Nhật và buji là NGK của Nhật nhá. Tum rời, cần lắp thứ 28, đầu bò 9 rãnh. O19 này thì có giá là 2.600.000. Em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây O20 thì cây O20 này là một con hàng Oshima nha các bác. Oshima 541 nòng 40 ly. Đây cũng có bảo vệ bình xăng này, chế là sử dụng chế của Oshima luôn. Tum rời, cần lắp thứ 28, đầu bò 9 rãnh và tay ga bóp này. O20 này thì có giá là 3.300.000, các bác được miễn ship toàn quốc, được bảo hành là 1 năm. Vâng, em test nổ đây. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây O21 thì cây O21 này nó là một con hàng Hu Thái nha các bác. Con này là 543 nòng 41 ly. Đấy, nòng 41 ly nha các bác nhá. Thiết kế thì rất là đẹp luôn này. Có bảo vệ bình xăng và đặc biệt con này là cũng sử dụng chế của Nhật luôn nhá, chế One Pro của Nhật. Đấy, buji cũng của Nhật luôn. Đấy, rất là đẹp luôn này. Máy thì công suất rất là to luôn, 543 nha các bác. Tum rời này, cần lắp thứ 28. Đầu bò của nó là đầu bò 9 rãnh nhá. Đây. Đấy. Hu Thái nha các bác nhá. Tay ga bóp này. Đấy. Thì cây O21 này thì có giá là 3.400.000, các bác được miễn ship toàn quốc, được bảo hành là 1 năm. Em test nổ luôn cho các bác cùng xem này. Vừa rồi là em vừa giới thiệu xong lô máy cắt cỏ gồm 21 cây để cho toàn thể quý cô chú anh chị tham khảo. Thì khi xem video mà các bác có nhu cầu sử dụng bất cứ một sản phẩm nào thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Vâng, đây máy cắt cỏ thì ngoài ở lô ra thì bên em còn rất là nhiều đây. Đấy, máy cắt cỏ còn rất là nhiều luôn các bác nhé. Các bác có nhu cầu sử dụng loại nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em. Đấy. Vâng, thì video của em nay cũng xin kết thúc ở đây thôi. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video của em. Em hẹn gặp lại tất cả các bác ở video lần sau.